Chúc cô chính thức sẵn sàng đón chào quý vị. Chào chân đám cưới. Tháng 8. Tháng 8 hả? Không chữ hay nè. Cuối nào mà cưới được mãi cho nè. Có lẽ cứ tháng hè rồi mà ơi. Sao? À, do trận tay của anh em chuyện mà. Tháng hè hả? Ấy mà cưới bây giờ cưới tháng hè là tháng 4 đó đi mất Sài Gòn mất rồi.